Thưa quý vị, ngày càng có nhiều học khu ở Mỹ áp dụng quy định buộc học sinh phải sử dụng ba lô trong suốt trong năm học mới với hy vọng có thể giảm được nguy cơ xạ súng học đường. Có ít nhất 27 học khu ở Mỹ trong vòng 18 tháng qua lần lượt yêu cầu học sinh sử dụng ba lô trong suốt đến trường. Đây được xem là giải pháp trước mắt trong nỗ lực gia tăng mức độ an ninh của môi trường học đường tại Mỹ. Trang tin Asius dẫn lời ông David Redman, nhà sáng lập cơ sở dữ liệu nội súng ở trường K-12, cho biết là từ giữa thập niên 2000 thì một số trường học bắt đầu phân phát ba lô chăm suốt cho các học sinh sau vụ thảm sát chấn động ở Đại học Công nghệ Virginia vào năm 2007. Tổng cộng 33 người tử vong, bao gồm cả hung thủ và 23 người bị thương trong vụ việc này. Từ đầu năm cho đến nay, cơ sở dữ liệu nổ súng ở trường k 12 ghi nhận 221 vụ nổ súng trong môi trường học đường. Số liệu cho năm 2022 là 305 vụ. Để dễ so sánh thì Mỹ đã ghi nhận 34 vụ nổ súng ở trường trong năm 2013. Trong bối cảnh mới, học khu hạt Covington ở bang Mississippi lần đầu tiên đưa vào quy định học sinh phải sử dụng ba lô trong suốt vào dịp tự trường trong năm học 2023-2024.